Xin chào tất cả anh em cần thủ đam mê câu cá từ mình Tổ Quốc. Hôm nay tôi đánh cho một clip gồm 11 cây câu anh em, 11 cây câu này, 11 cây câu chia cho anh em luôn ra. Đánh lóc, đánh chẽm. Đố muốn đúng không? Thì sẽ có một cây duy nhất, cây số 1 là cây máy ngang nha anh em, cây Shimano máy ngang. Rồi, đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán đi, hàng lỗi hoặc không cho clip lên á, xem xe ăn lại. Rồi, cảm ơn anh em. Thứ nhất mọi người tham khảo. Thì cái thứ nhất em đánh cho mọi người là một cây hàng thương hiệu của Shimano nha anh em. Hàng Shimano. À, phen là phen xít, phen bóm nha nè, phen xít nha, bông lượng, cán bằng, phen xít. Cây này cây Amestin, thì cây này cây Shimano, hàng của China xuất nhập cho mọi người. Đó. Thì phen xít nha nè, còn rất là đẹp đây, bu đây. Đó. Thì cây này là cây chất liệu chất lượng carbon, nên sắn tới ngọn luôn. Ngoại hình ok nha mọi người, đó có xuất sắc TT đây đó. Chốc sơn tí, chất liệu vẫn là chất liệu carbon. Bát ok nha anh em, bát máy ngang, cán bằng. Thì cây này nặng là 120g, tải mồi từ 7 đến 21g, đọt là 1 ly 6, tải dây từ 10 đến 16 lb. Cây này dài là 1m98 nha mọi người, dài 1m98. Độ cứng tương đương với độ cứng M. Đó. Độ cứng M thì hàng này chia anh em đánh lóc nha. Đó, đánh lóc đánh chẽm. Khá cứng nha nè, độ cứng M. Phen này, phen xít nha mọi người. Phen xít phen cầu, phen xít phen biển. Cực kỳ đẹp nha mọi người. Nói hình xuất sắc tí nha nè, xuất sắc đi tí tí. Rồi, giá công khai cây này giá 1,5 triệu nha nè, 1,5 triệu cộng ship. Đó, một cây Shimano hàng China xuất nhập. Bát cực kỳ đẹp nha nè. Và cây số 1, 1,5 triệu cộng ship. Tiếp theo sẽ cây số 2. Cây số 2 em đang cho mọi người là một cây hàng của nội địa Nhật. Bát là bát Fuji. Fan là fan Fuji. Đó. Thì cây này chất liệu là chất liệu carbon, sẵn. Sẵn nổi nha anh em thấy. Cán là cán móc, bát là bát Fuji. Ngoại hình cây này ra tầm khoảng 95% nha nè, cực kỳ mới luôn. Đây, bột sẵn nha nè. Cây này là cây hàng nội địa Nhật nha nè, hàng Osaka. Đó. Nội địa. Fan ok nè, fan đề 3 là fan 30. Đó, chứ xám. Carbon sẵn găng rút. Thở bàn. Đây nè. Rất là mới anh em. Thì cây này độ cứng nó ra tầm khoảng tương đương với tầm khoảng ML nha anh em. Đó. Thì em nó không gọi để độ cứng nên em không có đoán được. Thì cây này nặng là 105g, đọt là 1 ly 7. Giá công khai là 650k nha em, 650k cộng ship. Cây số 2. Hình đẹp nha anh em, đẹp tuyệt vời luôn. 650k cộng ship, cây số 2. Tiếp theo sẽ là cây số 3. Cây số 3 em lên cho mọi người là quẳng một cây hàng của Shimano, hàng carbon sẵn nổi. Cây này ngoại hình ra tầm khoảng 95% nè, hàng cực kỳ đẹp luôn nè. Cây này cây Shimano Loramatic. Đó. Carbon sẵn nổi, fan là fan Fuji nè. Cây này cây Shimano hàng China xuất nhập nha anh em. Đó. Độ cứng là ra tầm khoảng ML, dài 1m98. Tải mồi từ đây, tải mồi từ 7 đến 18g, tải dây từ 6 đến 14 lb. Đó. Loramatic, cái Shimano Loramatic hàng của Shimano, hàng ngoại hình cực kỳ đẹp luôn. Nó ra tầm khoảng 95% nha anh em. Đây, cán móp rất là đẹp nha anh em. Bát ok nha, bát Shimano, bát hãng. Carbon sắn khó bàn nha anh em. Đây nè. Sắn hai lớp luôn nè, đó. Ok nha anh em. Fan Fuji nha anh em, fan Fuji loại xám. Hàng cực kỳ đẹp nha. Thì cái này chiên anh em đi lúa lóc, lúa chẽm, lúa suối rất là ok anh em. Đó, thì cái này dài này nặng là 110g, tải mồi từ 7 đến 18g, tải dây từ 6 đến 14 lb, đọt là 1 ly 6, dài 1m98, giá công khai là 750k cộng ship nha. Cây số 3, 750k cộng ship. Độ cứng ML anh em, rất là đẹp luôn.
Tiếp theo em đang cho mọi người là ba cây này, là ba cây UL, hàng chi anh em nuôi cá suối nha, đánh cá mương, nuôi cá rô phi. Thì em đang cho mọi người là cây, một cây hàng UL Francis. Đó. Cây này cây của rô bay. Anh em, custom bass rod. Thì cây này hàng của China xuất Nhật nha mọi người, hàng China xuất Nhật. Bass là bass Fuji. Đó. Fan là fan shit nha mọi người, bass Fuji, fan là fan shit. Cán ok nha anh em. Tem biết đích luôn. Thì cái này anh em chiên cho anh em luôn mực đánh cá mương, đuột suối, carbon carbon sắn nha anh em. Nó fan shit carbon sắn. Đây, chỗ này nó bị chốc sơn anh em, chốc một lớp sơn bóng thôi, nó thấy nó bong thôi. Không ảnh hưởng gì. Không ảnh hưởng gì hết nha mọi người. Fan shit nha anh em, đang xử lý luôn bóng lưỡng. Buông chống sắn, buông xít. Rất là đẹp nha. Thì cái này là một cái hàng UL, hàng đánh cá suối, cá mương, lô phi, lô mực. Thì cái này dài nặng là 850g, tải mồi từ 0.8 đến 5g, tải dây từ 3 đến 6 lb. Cái này đọt là 1.2, dài là 1m8, giá công khai là 750k anh em. Một cây hàng chiên anh em nuôi cá suối, giá công khai 750k. Hàng fan là fan shit anh em, nguyên bộ fan shit nha. Đó, anh em nuôi cá suối cảm ơn. Đánh cảm giác, lấy cây này vừa đánh thoải mái. Rồi, cây số 4 giá công khai là 750k. Tiếp theo sẽ là cây số 5. Cây số 5 vẫn là một cây hàng UL, hàng cho anh em nuôi cá suối cảm ơn. Đó, đánh mực. Thì cây số 5 em lên cho mọi người là một dòng hàng của Shimano. Đó. Bát là bát Shimano Fuji. Đóng tem luôn nha anh em. Đó. Fan là fan Fuji nha anh em, fan Fuji loại xám. Anh em, Fuji. Cán là cán mốt. Cán còn cực kỳ đẹp nha anh em, ngoại hình cực kỳ ok nha. Thì cây này là một cây Shimano Satis. Đó. Hàng Shimano anh em, hàng Shimano China xuất Nhật đây. Đó. Cái này độ dài là 2m1, độ cứng là UL. Tải dây giá từ 2 đến 6 lb, tải mồi từ 0.6 đến 10g nha anh em. Đó. Hàng chuẩn anh em, luôn cá suối cảm ơn nha anh em. Luôn cá phi, tem sức đầy đủ nha. Carbon là carbon sắn. Đây nè, phôi đây, phôi caro nha. Rất là đẹp nha mọi người. Buông nó đi, đọt cực kỳ mảnh nhỏ luôn, hàng đánh cá suối bao phê. Đánh cá suối cá mương cá phi fan Fuji nhanh anh em. Fan cực kỳ đẹp nha, carbon sắn, ngoại hình ok mọi người. Thì cái này nặng là 85g, tải dây từ 6 đến tải dây từ 2 đến 6 lb, tải mồi từ 0.6 đến 10g. Đó, dài là 2m1, giá công khai là 800k anh em. Đó, cây số 5 giá công khai là 800k. Tiếp theo là cây số 6, cây cuối. Cây số 8 đó cho người quản là một cây hàng của UL. Đó, hàng UL, hàng chim gan, cá mương, cá suối, tính cá nhỏ, câu cảm giác. Đó, đánh gô phi. Cây này một cây ga của Ten Ocean. Đó, cái một cái Ten Ocean, cái này hàng China xuất Nhật, một hàng thương hiệu của China xuất Nhật nha anh em. Fan là fan shit nha anh em, sở hữu fan là fan shit. Cái này bên Nhật nó bán giờ tầm khoảng 5 triệu thì Việt Nam luôn á anh em. Hình con cá luôn nè. Đó, fan shit khỏi bàn nha anh em. Đó, bóng lưỡng đây xì đì luôn. Bát là bát Fuji. Cán là cán bằng 3 khúc. Làm cực kỳ đẹp nha anh em. Ngoại hình cái này ra tầm khoảng 95% nha, 95%. Fan là fan shit Fuji. Rất là đẹp nha anh em. Nguyên bộ fan shit này rất là đắt tiền nha anh em. Fuji luôn nha, hàng nguyên zin nguyên kiện. Anh em. Khỏi bàn. Rất là đẹp nha anh em. Đọt cực kỳ mảnh luôn. Đó. Cái này chiên lên một cái suối, cảm ơn. Anh em miền Tây đánh cảm giác câu tôm, câu phi cực kỳ mảnh luôn. Đó. Đó. Lô mực
phiên khỏi bàn. Thì cái này nặng là 900g, đọt là 0.7. cái này tải mồi mát là 4g nha anh em, tải mồi mát là 4g, tải dây là 8lb, dài là 2m1, giá công khai là 1.4 triệu nha anh em, giá công khai là 1.4 triệu. Đây nè, thông số đây, cứng là cứng UL nha anh em, cứng UL, tải mát là 8lb, tải mát như lô là 4g, kỳ kỳ mảnh luôn, đánh cực kỳ cảm giác. Đó. Rồi, cây số 6 giá công khai là 1.4 triệu nha anh em, 1.4 triệu, hàng này đánh khỏi chơi. Tiếp theo là cây số 7 nha anh em. Đó. Cây số 7 thì em lên cho mọi người là một cây cần lua, hàng này giống như hàng lua gần nha anh em, lua gần chuyên cho anh em đi đánh lóc nháy hơi, lua chẽm. Phen là phen Fuji Seed nha anh em, Fuji lỗ Seed, phen nằm nha anh em, hàng cực kỳ đẹp. Cây này là bát Fuji, phen Fuji, hàng Chromed, hàng Rod, phen ok hết nha mọi người. Lỗ Seed nha anh em, bóng lưỡng nè, bu là bu chống sắn. Ngoại hình ok nha mọi người. Cây Fuji ngoại hình ok. Thì cây này là một cây hàng của hàng Rod, hàng China xuất Nhật nha anh em. Đó. Thì cây này nó tải dây, cái này là tải be từ 0.4 đến 1 nha anh em. Đó. Cái này tải dây từ 3 đến 10. Tên Ray gì đó, em không biết cái này nữa. Đó. Hàng này chia anh em đánh nháy hơi nha anh em, đánh nháy hơi lùa mực. Độ cứng cái này ra tầm khoảng L nha anh em, độ cứng L, L mà L nha anh em, rất là dịu luôn. Hàng đánh nháy hơi là cực kỳ ok luôn. Lô mực cũng rất là ok nha anh em, fan cực kỳ đẹp nha anh em. Nguyên dạng fan Fuji Seed. Thì cái này em về được một cặp. Thì cái này nặng là 135g, đọt là 0.9. Tải dây be từ 0.4 đến 1 nha anh em, giá công khai là 1 triệu. Đó. Cây số 7 giá là 1 triệu nha anh em. Đó. Tiếp theo là cây số 8. Cây số 8 thì cũng giống cây số 7 thôi, giá vẫn là 1 triệu. Phen là phen Fuji Seed nha anh em, phen nằm. Nha anh em. Hàng rất là đẹp nha anh em. Phen này thì bao chắc chắn với anh em rồi. Đó. Keo chỉ là ok hết nha mọi người. Đây. Đó. Bát là bát Fuji, đóng chữ Fuji luôn, phen là khỏi gần bàn. Giá công khai cũng là 1 triệu anh em. Anh em có thể lấy đi đánh cá suối, lùa phi cũng rất là ok anh em, phen cực kỳ đẹp luôn. Rồi giá cây số 8 giá cũng là 1 triệu. Tiếp theo là cây số 9. Cây số 9 em lên cho mọi người là một cây cần Ryobi. Cây này là phen Fuji Seed mà phen bóm. Bát là bát inox đây nè, bát inox 2-3 độ dặn luôn nè. Bát kiểu ok nè, cây này cây của Korea nha mọi người. Cắn bằng đây, phen là phen Seed đây nè, phen là phen Seed. Thì cây này là một cây hàng Ryobi. Hàng Ryobi, cây này dài 2m7, là độ cứng là độ cứng L, tải mồi từ 7 đến 28g nha nè, tải mồi từ 7 đến 28g. Đây nó xích xác đi tì nha nè, được cái là phèn phèn là nhận phèn xịn sò nha anh em, phèn xịn sò bu xít luôn, bu xít nó chạy luôn nè. Đó. Xứ dày cui, hàng này trên em đánh gần, đánh lóc, đu chẽm, anh em hãy lấy đi câu cá chép. Hàng này câu cá chép là khỏi chơi luôn. Đó. Câu chép đến lần xe khỏi chơi gì đâu hết, chất liệu vẫn là chất liệu carbon nha anh em. Cây Ryobi tem nội địa đầy đủ nha mọi người. Đó. Nó có xuất sắc đi tiên nha anh em, xuất sắc lần xuất sắc em báo với anh em xuất sắc nha. Rồi giá công khai cây số 9 giá công khai là 850k anh em. Cây số 9 850k, nặng là 200g, đọt là 1.8, tải mồi từ 7 đến 28g, dài 2m7, giá công khai là 850k. Đó. Tiếp theo là hai cây cuối cùng.
Cây số 9 là 850k nha mọi người. Đó, cây số 9 850k. Tiếp theo cây số 10. Cây số 10 em lên cho mọi người là một cây cần phun hợp hàng của Olympic, hàng Magisa. Hàng chất liệu carbon sống anh em, có xuất sắc đi ti. Cây này có định vị fan anh em, định vị lóng nha. Đó. Hàng này chi em luôn gần. Đó, luôn gần đánh nháy. Đó. Cầu chép đánh rất là ok luôn. Bô là bô xít nha anh em, bô xít. Hàng có định vị hết nha anh em, định vị lóng. Fan là fan Fuji loại xám. Cái này là cây hàng của Olympic. Đó. Cái này dài 3m6, 3 khúc. Tải dây từ 10 đến 25 lb, tải mồi từ 10 đến 40g nha anh em. Đó. Anh em có thể đánh nhá thật water nha anh em, Lugan. Đó, nuôi biển, đánh giặt bờ biển. Lấy anh em đánh đi, đánh chép cũng được, đánh chép đánh thì câu lăn xe cũng rất là ok anh em. Đó. Full nha. Ngoại hình chất liệu carbon nha anh em, chất liệu carbon nguyên cây. Đó, rất là đẹp nha, hàng Olympic. Anh em học tới đây. Đó. Thì cây này thành phần carbon tới 92% nặng. Đó, bu là bu xít. Thông số tải đầy đủ nha anh em, độ cứng cái này ra tầm khoảng mờ. Đó. Giá công khai cái này là 1,2 triệu anh em. Đó. Giá công khai 1,2 triệu, cây số mừng. Tiếp theo sẽ cây số 11, cây cuối cùng. Cây số 11 em lên cho mọi người vẫn là một cây hàng loại bếp, có định vị lóng đầy đủ nha anh em, định vị lóng đầy đủ. Chất liệu vẫn là chất lượng carbon. Đó. Bát tầm bát Pussy tam hoàng Japan nha anh em. Đó, hàng Olympic. Fan là fan Pussy đổi xám. Olympic nha anh em. Định vị đầy đủ. Bô là bô xít hết nha anh em. Bô xít. Fan là fan Pussy đổi xám nè. Hàng này sản xuất tại Korea nha mọi người, hàng sản xuất tại Korea. Thì cái này nó cứng tương đương ra tầm khoảng M nha anh em, cứng tầm khoảng M. Đó, hàng chuẩn cho anh em đánh Logan. Cái này dài là 3m9. Đó, 3m9 3 khúc. Anh em đánh lăn xe, đánh chép, đánh chai rất là ok anh em. Đó. Thì cái này nặng chỉ có 300g thôi, đọt là 2 ly 2. Giá công khai cây số 11, giá vẫn là 1,2 triệu anh em. Đó, hàng chuẩn anh em Logan, đánh chép, đánh chai, câu lăn xe. Độ cứng cái này nếu đổi qua cần 2 khúc thì ra tầm khoảng 50-80 nha anh em. 50-80 đến lần xe vô từ. Đó. Rồi, đó là tổng cộng 11 cái cần em lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào chốt thì em số điện thoại em tự động liên hệ với anh em nha. Do tình hình dịch bệnh nó hàng có thể đi chậm nha anh em thông cảm giúp em. Rồi, cảm ơn anh em.